Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đó, điều động bà Trần Thị Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Phân công điều động ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận nhiệm vụ tại Quận ủy Sơn Trà chỉ định vào ban thường vụ quận ủy giữ chức bí thư quận ủy sơn trà nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại buổi lễ phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết chúc mừng hai đồng chí được ban thường vụ thành ủy đà nẵng tin tưởng trao nhiệm vụ trọng trách mới kỳ vọng trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ phát huy năng lực phẩm chất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố